Các bạn ơi, đây là thành phẩm của cái món canh măng nấu với xương để làm cái món ngày Tết các bạn nhé. Và làm thế nào để chúng ta có cái món canh măng nấu xương vừa thơm ngon và lại ngọt nước nữa thì mình mời các bạn hôm nay sẽ vào bếp cùng với mình các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để nấu cái món canh măng các bạn nhé. Ở đây thì mình nấu canh măng để đón Tết, thì thường Tết thì các bạn sẽ sử dụng cái măng khô nhiều hơn. Ở đây thì măng khô này là mình tự làm, ngày xưa mình làm và mình để đến Tết ăn như này, hoặc là thỉnh thoảng nhà có cỗ thì ăn. Cái canh măng này khi mà các bạn nấu thì các bạn sẽ hầm cho mình với cái xương cục như này nhá. Nó có cả cái phần thịt nữa thì ăn nó sẽ ngon hơn, và một chút hành lá. Vậy là cái món cục này của chúng ta nó rất là đơn giản. Trước tiên măng khô sau khi mà các bạn mua về hoặc là các bạn tự làm thì các bạn sẽ luộc qua cho mình nhá. Các bạn sẽ luộc cho mình khoảng 30 phút đến 1 tiếng để cho măng nó mềm. Cái món này yêu cầu là măng phải rất là mềm thì ăn nó mới ngon các bạn nha. Bây giờ thì các bạn sẽ luộc măng cho mình nhé. Các bạn có thể luộc măng bằng nồi cơm điện hoặc là bếp ga, bếp than tùy. Ở đây thì mình luộc bằng nồi cơm điện cho tiết kiệm thời gian mà lại còn không cần phải trông quá là nhiều ấy. Các bạn cứ cho nước ngập măng, sau đó các bạn luộc cho mình trong khoảng thời gian là 30 phút đến 1 tiếng nhé. Đây các bạn ơi, các bạn sẽ cho nước ngập măng như thế này cho mình nhé. Và các bạn sẽ đem đi các bạn luộc cho mình trong khoảng thời gian là 30 phút. Và cái việc luộc như này thì các bạn sẽ làm cho măng nó mềm, không những măng mềm mà còn loại bỏ được các cái độc tố có trong măng các bạn nha. Và để nước canh măng của chúng ta nó có được cái nước trong ấy thì các bạn sẽ luộc qua cho mình cái phần xương này các bạn nhé. Các bạn sẽ cho nước vào như này và các bạn luộc sơ cho mình. Cái măng này, cái xương này khi mà các bạn mua về ấy, thì các bạn sẽ luộc để cho nó ra hết những cái máu ở trong cái phần xương. Thì khi mà các bạn nấu canh măng, nước canh măng nó sẽ trong và nó không bị đục các bạn nhé. Đây cũng là một cái mẹo để cho các bạn nấu được cái món canh măng được ngon hơn. Cái nước xương mà đục ấy thì ăn cái món canh măng các bạn sẽ cảm giác là nó giảm đi cái vị ngon rất là nhiều. Đó. Các bạn đun sôi lên cho mình nhé. Các bạn trần qua xương như thế này, các bạn đun cho mình, các bạn nhìn thấy cái nước máu không ạ? Đấy, cái nước máu ở trong xương thì nó sẽ làm cho cái nước xương nó đục, và cái món canh măng này thì cái nước xương, cái nước hầm xương nó phải trong, thật là trong. Thì khi mà các bạn nấu canh măng, màu măng nó giữ được đẹp mà ăn nó ngon, mát, không bị màu nó đục quá. Đây ạ, nấu xong khi các bạn đun nó sôi khoảng 1 phút thì các bạn sẽ đem rửa sạch xương này đi cho mình nhé. Xương này phải rửa thật là sạch các bạn nha. Bởi vì là khi mà các bạn trần qua, các bạn luộc qua như thế này này thì nó sẽ bám những cái bọt vào cái phần ngoài của xương, cho nên là chúng ta sẽ phải rửa rất là sạch. Tết là nhà ai cũng muốn nấu một bát canh canh măng ăn rất là ngon các bạn nhé. Măng thì mềm, xương cũng mềm, nước thì ngọt và trong. Đấy là yêu cầu của cái món canh măng. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ đem cái xương này đi rửa thật là sạch cho mình nhé. Sau khi mà các bạn rửa sạch xương rồi ấy, thì các bạn sẽ cho xương vào hầm cho mình nhé. Ở đây thì mình nấu xương với 1 lít nước. Các bạn có thể cho nhiều hơn nếu như mà các bạn nấu nhiều canh măng, còn nếu không thì các bạn chỉ cho từng này thôi. Xương ở chỗ này là mình chuẩn bị là nửa cân các bạn nhé, nửa cân xương và 150g măng khô. Cái măng khô mình tự phơi ấy, thì nó sẽ rất là mỏng và khi ăn thì nó cực kỳ ngon và chúng ta không cần phải thái nữa. Còn cái măng khô mà các bạn mua ở ngoài cửa hàng ấy, nó rất là dày, cho nên là khi mà các bạn ăn thì các bạn luộc qua như vậy, sau đó các bạn sẽ phải thái thành những cái miếng nhỏ vừa ăn các bạn nhé. Đây, bây giờ thì mình sẽ đậy vung lại và các bạn cùng chờ với mình cái món này sau một chút nữa các bạn nhé. Các bạn ơi, ở đây thì mình đã luộc được hơn 30 phút rồi các bạn ạ. Và cái phần măng của mình nó cũng đã rất là ra được rất là nhiều các cái nước như này. Bây giờ thì mình sẽ rửa thật là sạch và để ráo nước. Sau đó thì mình sẽ cho xương vào cái nồi này để mình hầm các bạn nha.
Các bạn sẽ xả nước vào đây và các bạn sẽ rửa thật là sạch cái măng này đi cho mình nhé. Các bạn rửa thật là sạch đi để cho nó thôi hết ra được cái vị đắng. Khi mà các bạn luộc qua được như vậy thì các bạn bấm cái là các bạn thấy nó măng nó mềm luôn này. Đó, các bạn bấm cái là măng nó mềm luôn nhé. Đấy, nhìn rất là ngon đúng không các bạn? Măng tự tự nhà ngâm cũng rất là ngon. Vào mùa măng là mình hay ngâm măng để dùng ăn dần đấy. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ để ráo nước nhé. Cái phần xương này thì mình sẽ tắt bếp. Xương thì mình sẽ tắt bếp nhé. Sau đó thì mình sẽ đổ vào cái nồi cơm điện này để mình ninh xương tiếp. Và bây giờ thì mình sẽ phải xào qua cái phần măng đã các bạn nha. Đây các bạn ơi, mình lại cho xương vào cái nồi này để mình tiếp tục mình nấu, mình ninh cái phần xương này cho nó mềm ra nha. Và lát nữa thì mình sẽ nấu canh măng bằng cái nồi cơm điện này luôn, nó rất là nhanh và tiện. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái chảo nhá. Các bạn cho dầu vào hoặc là mỡ, ở đây thì mình dùng mỡ gà. Các bạn cho măng, các bạn để ráo nước vào đây để các bạn xào qua cho mình để măng, cái phần măng nó ngấm đều ra vị. Sau đó thì chúng ta sẽ cho vào trong nồi để nấu, trong cái nồi xương này. Cái măng khi mà các bạn đã luộc qua rồi thì nó rất là mềm, và để nó ngấm gia vị hơn thì mình sẽ xào như thế này để cái phần măng nó có cái gia vị nó sẽ ngon hơn nhé các bạn. Mình sẽ nêm gia vị luôn nha. Ở đây thì mình dùng bột nêm và bột ngọt. Với cái món canh này thì mình sẽ nêm để cho nó vừa luôn, bởi vì là cái phần nước xương mình chưa nêm. Mình sẽ trộn đều lên để cho cái phần này, để cái phần bột nêm này nó ngấm vào măng. Món canh măng này mà ngày Tết ăn tuyệt vời luôn các bạn. Mà măng mềm, thật là mềm, ăn nó mới đã. Các bạn đừng có nấu măng mà nó không mềm nha. Măng này mà không mềm mà không ăn được đâu, măng khô á. Đó, các bạn xào để cho cái măng ngấm gia vị. Sau khi mà các bạn đã để cho cái măng ngấm gia vị rồi thì các bạn sẽ thêm cho mình một muỗng rưỡi bột ngọt vào nhé. Mình xào như này để cho cái phần măng này ngấm đều gia vị. Ăn sẽ ngon hơn cái canh măng kia, sau khi mà mình nấu xong ăn nó sẽ rất là đậm đà và ngon, nó không bị nhạt. Khi mà các bạn thấy cái măng của chúng ta nó ngấm đều gia vị rồi thì các bạn sẽ tắt bếp và cho vào cái nồi và chúng ta tiếp tục ninh thêm khoảng 30 phút nữa nhé. Đây, bây giờ thì các bạn sẽ cho cái măng này vào để các bạn ninh thêm cho mình khoảng 30 phút. Khi nào mà các bạn nấu xong rồi thì các bạn mới nêm nếm gia vị cho mình một lần nữa nhé. Bởi vì là mình đã cho khá là nhiều gia vị vào măng rồi ấy. Đấy. Các bạn ơi, khi mà các bạn đã nấu cho mình thêm được 30 phút nữa thì các bạn sẽ thấy là cái nồi canh măng của chúng ta khá là chín. Bây giờ thì mình sẽ nếm xem là nó đã vừa chưa nhá. Nếu như mà vừa rồi thì mình sẽ tắt bếp. Còn nếu như mà chưa vừa thì mình sẽ nêm nếm thêm gia vị và nấu thêm khoảng 5 phút nữa. Bây giờ thì mình sẽ nếm thử các bạn nhá. Canh măng của mình khá là vừa rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần hành vào các bạn nhé. Cái phần hành thì mình, cái phần đầu hành á, thì mình sẽ chẻ thành những cái sợi như thế này. Các bạn sẽ trần qua cho mình trước nhá. Sau đó thì các bạn mới cho cái hành lá vào. Đấy, các bạn trần cho mình một chút thôi để cho nó chín. Khi mà các bạn nấu bằng nồi cơm điện nó rất là tiện. Thực sự là tiện, tiện lắm luôn ấy.
Đó, các bạn trần một chút thôi để cho nó chín thôi nhá. Cái hành này các bạn chỉ cần trần qua với nước sôi như vậy là nó đã chín rồi. Bây giờ các bạn cho hành vào nha. Sau đó thì các bạn sẽ trộn đều lên như thế này để cho cái phần hành nó chín. Đấy, vậy là mình đã nấu xong cái nồi canh măng rồi. Bây giờ thì mình sẽ múc ra bát và thưởng thức cái món này thôi nha. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ múc cái canh măng này ra vào bát nhá. Cái món canh măng này thì cái nước dùng của nó phải rất là ngọt, tại vì là các bạn nấu hầm xương rất là kỹ, cái nước ngọt từ xương nó cũng ra rất là nhiều. Sau đó thì các bạn sẽ cho cái phần hành lên nha. Đó, sau đó thì các bạn sẽ múc nước lên cho mình. Các bạn sẽ múc nước vào cho mình như thế này. Là mình đã có một cái bát canh măng rất là ngon như thế này rồi các bạn ơi. Đây ạ. Và mình chúc các bạn sẽ làm thành công cái món canh măng này các bạn nhé. Có những cái món ăn Tết thật là ngon. Và bây giờ thì mình xin kết thúc video ở đây. Chúc các bạn sẽ có thật là nhiều cái món Tết ngon các bạn nha.